Sáng ngày 12 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức đón 169 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương. Dự chương trình có đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2020, 175 thanh niên ưu tú của huyện Định Hóa đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị, đó là Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Sư đoàn Bộ binh 3 Quân khu 1, Lữ đoàn 601 Quân khu 1 và Quân chủng Phòng không Không quân. Trong 2 năm học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong môi trường quân đội, các thanh niên đã nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, rèn luyện được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Nhiều đồng chí đã lập được nhiều thành tích trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. 100% đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự, trong đó có 169 đồng chí trở về xây dựng quê hương và có 6 đồng chí tiếp tục đi học sĩ quan dự bị. Phát biểu tại chương trình đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đồng chí đã đạt được, đồng thời thông tin nhanh với các quân nhân về những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện trong 2 năm 2020-2021. Đồng chí cũng đề nghị gương mẫu thực hiện tuyên truyền vận động gia đình, người thân, các thanh niên thực hiện tốt chương trình hợp tác chính sách pháp luật của nhà nước, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế xã hội, trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai lụt bão cũng như phòng chống dịch Covid ở địa phương. Tôi hy vọng bản thân các đồng chí sẽ là hạt nhân trong các phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ở mỗi địa phương, là những hạt nhân thiết thực trong lao động sản xuất, trong tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương. Thay mặt cho 169 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương dịp này, đồng chí Phương Văn Linh, đơn vị Lữ đoàn 601, Quân khu 1, người con của xã Sơn Phú, đã chia sẻ về những kỷ niệm trong thời gian quân ngũ. Tôi đã được sống, học tập và công tác trong môi trường quân đội, thực sự mang ý nghĩa to lớn, sâu sắc đối với mỗi người. Quân đội đã rèn cho chúng tôi tinh thần, ý chí và nghị lực để vượt qua mọi gian lao, thử thách. Và quân đội là một trường học lớn, là một trường giáo dục bồi dưỡng rèn luyện cho thế hệ trẻ tiến bộ, trưởng thành, noi gương các anh hùng. Rời môi trường quân ngũ trở về địa phương với nhiều chức trách khác nhau trong công tác và trong đời sống xã hội, chúng tôi tin rằng những đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của huyện Định Hóa hôm nay sẽ là những quân nhân dự bị và mặc con tim và khối óc đầy nhiệt huyết cách mạng tiếp tục đem sức lực và trí tuệ của mình đóng góp xây dựng quê hương Định Hóa thêm giàu, thêm đẹp, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng mạnh, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tặng quà chúc mừng 169 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về xây dựng quê hương. Đồng thời, các đơn vị cũng đã tổ chức bàn giao quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo đúng quy định.